Bị nhiệt miệng nên ăn gì, kiên gì để nhanh khỏi? Nhiệt miệng hay còn gọi là vết lết miệng, là tình trạng xuất hiện các vết lết tại các mô mềm như bên trong má, môi, nướu, dưới lưỡi, sau khi bạn bị viêm miệng. Nhiệt miệng thực sự không phải là bệnh nguy hiểm, không thể ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng nó lại gây khó chịu cho chúng ta, vì các vết lết thường sẽ rất nhức và gây cảm giác xót miệng mỗi khi ăn. Vì vậy, để nhanh chóng chấm dứt cơn đau này, bạn nên bổ sung một vài thực phẩm bổ dưỡng dưới đây. Số 1. Những thực phẩm nên ăn khi bị nhiệt miệng Rau má Thành phần chính trong rau má là nước nên nó rất tốt cho việc giải nhiệt cho cơ thể, giúp làm mát từ bên trong để giảm tình trạng lết miệng. Ngoài ra, theo y học cổ truyền, rau má chứa rất nhiều các loại vitamin như B1, B2, C, K là khoáng chất cần thiết cho cơ thể phục hồi sau các bệnh viêm bạn có thể dùng rau má để nấu canh hoặc xay nước uống trực tiếp, đều có thể thu được hết các dưỡng chất chứa trong loại rau này. Rau ngót Theo y khoa, loại rau này chứa rất nhiều canxi, phát pho và các loại axit amin, là những chất giúp tăng sức đề kháng của cơ thể để ngăn tình trạng viêm miệng, nhiễm trùng tích tụ độc tố trong gan, miệng. Bạn có thể nấu canh rau ngót chung với thịt, hoặc nấu chung với cháo để vừa có món ăn ngon, vừa giúp tăng sức đề kháng của cơ thể để nhanh chóng chấm dứt nhiệt miệng. Cá lóc Đây là loài cá sông nên thịt ngọt, không có vị mặn như cá biển nên sẽ không gây rác miệng khi ăn. Thịt cá có tính sát khuẩn và khử độc cao, giúp cơ thể tránh bị nhiễm khuẩn tại các vết loét, hỗ trợ gan để tăng quá trình thải độc. Có rất nhiều cách chế biến cá lóc như nướng, chiên, hấp, nhưng bạn nhớ là chế biến cá hạn chế các loại gia vị cay nóng như tiêu, ớt, xả nhất có thể nhé. Khổ qua, khổ qua có tính hàn nên có tác dụng làm mát, thanh nhiệt cơ thể, giúp giảm tình trạng nóng trong người nguyên nhân chính gây nhiệt miệng. Ngoài ra, chất licorice đắng giúp hỗ trợ chức năng giải độc của gan, tránh tích tụ độc tố. Số 2. Những thực phẩm nên tránh khi bị nhiệt miệng. Nước ngọt. Nước ngọt có chứa nhiều siro ngô và axit phosphoric là những chất gây tổn thương đến phần mô mềm trong vết loét, gây rác miệng. Ngoài ra, axit có tính bào mòn nên làm vết loét sâu hơn. Đồ ăn cay, nóng những món nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà, món lẩu cay tứ xuyên, món hải sản chấm mù tạc, đều là những món bạn không nên ăn khi bị nhiệt miệng. Vì những món này sẽ gây nóng trong người, giảm chức năng thải độc của gan, dẫn đến các viêm tích tụ ngày càng nhiều, có thể không lành vết cũ mà còn xuất hiện thêm nhiều vết lết mới. Cam, quýt, chanh đây là những loại quả có chứa nhiều axit là những chất có khả năng làm vết lết sâu hơn và gây rác miệng. Vì vậy, bạn nên tránh ăn các trái cây chua, đặc biệt là những loại chung họ với cam quýt. Cà phê, trong cà phê có chứa axit sang isilic là dạng axit có tính bào mòn da, ngoài ra nó còn gây kích ứng các mô nhạy cảm khiến bạn đau nhức hơn bình thường. Vì vậy, bạn nên ngừng uống cà phê cho tới khi hết hẳn tình trạng nhiệt miệng để tránh bị đau nhức vết loét. Trên đây là những món ăn nên ăn và kiêng ăn khi bị nhiệt miệng bạn, có thể áp dụng chúng nhằm chấm dứt nhanh bệnh nhiệt miệng của mình nhé hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ